Hello, chào các anh chị em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay ngày 27 tháng 4, thứ tư. Chuẩn bị hết tháng 4 rồi anh chị em ạ. Và hôm nay có rất là nhiều những thông tin hot mà mình muốn cập nhật đối với các anh chị em, những cổ đông tâm huyết của tập đoàn Unikitchen Technology và những anh chị em là đang cô chú đang tìm hiểu về cái dự án này. Và trước hết thì em xin chúc mừng những anh chị em cô chú, những người đã sở hữu cho mình những cái cổ phần thật là giá trị của tập đoàn Unikitchen Technology. Và bên cạnh đấy thì còn rất nhiều những anh chị em cô chú, những người đang tìm hiểu và đang theo dõi cái dự án này và đang theo dõi Facebook của em và còn đang chưa tự tin để mà sở hữu cho mình những cái cổ phần giá trị. Tuy nhiên thì bây giờ thì không còn phải cái lúc để chúng ta lo sợ nữa các cô chú anh chị ạ, mà chúng ta hãy tìm hiểu thật là nhanh, ra quyết định thật là sớm và sở hữu cho mình những cổ phần giá trị. Anh chị em có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng anh chị có nhiều tài chính thì anh chị có thể trả thẳng. Còn các anh chị ít tài chính thì khi niềm tin chúng ta chưa lớn, chúng ta có thể bắt đầu từ 50 đô đúng không ạ? Em chào chị Lan Anh, chào em Nguyễn Ngọc, chào anh Tạ Nguyễn, chào tất cả các anh chị em ạ. Hôm nay thì có thông tin rất là nóng bỏng luôn. Và với những anh chị em cổ đông thì có lẽ là những anh chị em đối tác thì chắc chắn là sẽ biết thông tin này rồi. Bên cạnh đó thì còn những anh chị em chỉ là nhà đầu tư bình thường thôi và cũng không cập nhật thông tin mấy thì có thể là cập nhật thông tin qua livestream của em hôm nay thì sẽ cho các cô chú anh chị thấy những cái thông tin nó chính đáng như thế nào, nó nóng như thế nào, nó thực tế như thế nào về cái dự án Skyway của chúng ta. Chào em Hoàng Bảo Ngân. Hello anh và anh chị em cổ đông Skyway, chúc mừng chúng ta đón nhận những thông tin hot. Đúng rồi anh chị em ạ, Bảo Ngân ạ. Chắc là mọi người xem qua đây thì mới... Anh chị em biết thông tin gì chưa ạ? Thì trước hết mình chia sẻ về thông tin này thì mong các anh chị em hãy tắt tên những bạn bè, những người đang quan tâm về dự án nào về chia sẻ live stream để giúp cho nhiều nhà đầu tư, nhiều anh chị em cô chú, những người đang theo dõi về cái dự án UST công nghệ Skyway của chúng ta thì được mọi người có cập nhật những cái thông tin chuẩn nguồn nhất và mới nhất. Trước hết thì về cái thông tin các anh chị xem trên cái trang mà Skyway.capital, trên cái trang mà đầu tư của chúng ta ấy, trên cái trang tài khoản cá nhân của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy rằng là có một cái thông tin như thế này. Ngày 27 tháng 4, thông tin mới nhất ngày hôm nay, công ty Mỹ Quadratic đã trở thành đối tác của dự án Ả Rập Xê Út. Chúng tôi xin trình bày về ý nghĩa của điều này với dự án vận tải đường dây. Các anh chị em có thể vào bây giờ, các anh chị em vào ngay cái trang Skyway.capital ấy, không cần phải đăng nhập vào tài khoản đâu. Các anh chị bấm vào mục tin tức nó vẫn có cả. Thì ngay cái trang Skyway.capital thôi là chúng ta đã thấy thông tin này rồi. Chứng tỏ là thông tin về tập đoàn UST và dự án Skyway thì rất là cập nhật đúng không ạ? Không có giấu giếm gì cả. Kể cả những người chưa đầu tư thì vẫn có thể đọc được thông tin. Đây, cụ thể là như thế này, công ty Quadratic đã thông báo trên trang web của mình rằng họ đã ký kết thỏa thuận phân phối độc quyền với công ty đang phát triển vận tải đường dây ở Trung Đông. Hiện chưa rõ các chi tiết trong thỏa thuận, tuy nhiên trên trang web của Quadratic nêu rằng giờ đây công ty cổ phần lan truyền vận tải đường dây Ả Rập Xê Út. Sự hợp tác với Quadratic có thể làm mở rộng các khả năng của dự án về thực hiện thương mại hóa công nghệ và gia tăng số lượng các dự án triển vọng cụ thể. Đấy, Quadratic
Development LLC, tập đoàn của Mỹ, cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng và vận tải, ứng dụng bê tông nhẹ và thép nhẹ. Hiện nay phần chính trong các dự án của Quadratic đặt tại Ả Rập Xê Út. Các anh chị nhớ lại đi, nhớ lại cái thông tin về cái dự án Ả Rập Xê Út đúng không ạ? Dự án của Ả Rập Xê Út nó rơi vào khoảng là 500 tỷ đô đúng không ạ? Và trong đấy, trong cái dự án Ả Rập Xê Út ấy, thì có cái dự án Skyway của chúng ta. Anh chị nhớ lại cái thông tin trước đây rồi đó. Và khoảng năm 2021 và trong đây họ có trích nhờ cái phần mà trang nguồn của cái bài báo này của cái công ty Quadratic này. Tức là cái công ty này họ là đối tác để cung cấp, phân phối, độc quyền về cái cung ứng dịch vụ trong cái lĩnh vực vận tải. Tức là họ trở thành một cái nhà cung cấp. Đấy. Họ là nhà phân phối độc quyền với công ty phát triển vận tải đường dây ở Trung Đông, tức là bên thị trường UAE của chúng ta ấy. Cái thị trường mà tôi gọi là thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập đấy các anh chị ạ. Và hiện tại bên đây thì Skyway đang xây dựng cái trung tâm thử nghiệm. Và thị trường Trung Đông thì có 7 tiểu vương quốc. Và trong đấy thì có cái dự án trước đây là chúng ta thấy rằng cái dự án ở Ả Rập Xê Út. Cái dự án này rất là lớn luôn. Tổng có dự án nó vào khoảng 500 tỷ đô. Và cái trong đấy có công nghệ Skyway của chúng ta. Đấy, đúng rồi, chị Lan Anh bảo Neom, đúng rồi. Đúng rồi, Neom đấy. Dự án thành phố Neom đấy các anh chị ạ. Nhớ lại, hãy nhớ lại thông tin trước đây đi. Và cái sự hợp tác với công ty vận tải này chúng ta thấy rằng là sẽ hướng tới là chúng ta sẽ thấy nó bùng nổ đến cỡ nào. Bởi vì là đối tác tin cậy. Và họ cung ứng cái vật liệu, cung ứng những cái loại, những cái trang thiết bị để xây dựng. Và chúng ta thấy nó chị Lan Anh bảo thành phố thông minh, đúng rồi chị ạ. Đấy, thành phố thông minh Neom ấy mà chúng ta hay trêu nhau bảo là chúng ta, các anh chị em yêu bóng đá, thấy biển Neom. Nhưng mà với những người không biết về công nghệ Skyway, không biết về cái dự án Neom của Ả Rập Xê Út ấy, thì họ chẳng hiểu cái từ Neom nó có nghĩa gì cả. Nhưng mà đối với cổ đông Skyway chúng ta thấy cái biển Neom là chúng ta rất là thích, đúng không ạ? Chúng ta xem cái biển quảng cáo ở trên cái sân bóng đá thôi, chúng ta thấy cái biển Neom, chúng ta biết đấy là cái dự án của công nghệ Skyway chúng ta rồi. Còn ngoài ra thì về những cái đối tác của Skyway ấy, thì ví dụ như những công ty của Nhật đấy cũng có rất là nhiều những công ty khác, họ là những cái đối tác tin cậy để cung ứng những cái sản phẩm, những cái vật liệu đấy cho Skyway. Chào em Sơn Nguyễn nhá. Đấy, và một cái thông tin nữa cũng rất là nóng. Phương tiện Unikitchen Technology làm được điều gì Virgin Hyperloop không thể làm được. Cái này thì trước đây có thông tin này rồi. Và cái tỷ phú Elon Musk muốn nhảy sang cái thị trường vận tải. Đấy. Và muốn tranh giành với chúng ta, đúng không? Muốn tranh giành với Skyway. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy. Bởi vì nó là bí mật công nghệ. Đấy, chúng ta thấy là nếu mà như thế thì ai cũng có nhiều tiền là người ta làm được cả, đúng không? Tỷ phú Elon Musk thì chúng ta biết là một tỷ phú thì không thiếu tiền. Đấy, nhưng mà nếu mà ai cũng có nhiều tiền thì người ta thích làm cái gì người ta làm. Nhưng mà nó không phải như thế. Bởi vì là ví dụ như công nghệ Skyway chúng ta xây dựng được. Thì chẳng lẽ chúng ta xây dựng được thì Trung Quốc cũng xây dựng được, đúng không ạ? Nước khác cũng xây dựng được và bất kỳ ai cũng xây dựng được ạ? Đúng không ạ?
nó không phải là như vậy. Đấy, nó cả một ở trong đây nó cả là một bí mật công nghệ, bởi vì chỉ có cái người nắm giữ cái bí mật công nghệ ấy, như ngài chủ tịch của chúng ta ấy, đấy thì mới nắm được cái những cái yêu cầu kỹ thuật đấy. Như chúng ta thì không hiểu về những cái thuật ngữ khoa học ấy, nhưng mà chúng ta hiểu nôm na là những cái chỉ số an toàn, những cái chỉ số kỹ thuật và cái bí quyết công nghệ nó ở chỗ đấy, chứ không phải là cứ có nhiều tiền là xây dựng được. Đấy, chúng ta thấy là tỷ phú Elon Musk thì mua lại công ty Twitter đúng không ạ, xong rồi muốn làm bá chủ xe điện, nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà thực tế là xe điện của Elon Musk thì đâu có phải chiếm lĩnh được thị trường thế giới đâu. Tại sao VinFast của chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta vẫn lèn lỏi được thị trường thế giới? Bởi vì là vấn đề là thị trường ở đâu chấp nhận thì người ta thành công thôi, chứ không nhất thiết là Elon Musk thì ở Mỹ rồi, nhưng mà không có nghĩa là ông chiếm trọn Mỹ và bao trọn cả thế giới. Trong khi Việt Nam chúng ta, VinFast của chúng ta, từ Việt Nam mà chúng ta lấn sân sang bên thị trường Mỹ, thì chứng tỏ là thì cái thị trường ở đâu người ta chấp nhận thì ở đấy thành công thôi các anh chị ạ. Chứ không có phân biệt là phải Việt Nam thì không được phép sang Mỹ đâu. Đấy, các chị thấy là đúng là như vậy đúng không ạ? Và Elon Musk thì cũng muốn nhảy sang cái thế giới vận tải, sang lĩnh vực vận tải này, và muốn tranh giành, muốn xoán ngôi, tức là muốn làm bá chủ ấy. Muốn sử dụng cái công nghệ vận tải để cạnh tranh với Skyway. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy. Và Elon Musk đã bỏ cuộc, tức là đã bị thua, tức là đã bỏ cái ý tưởng này rồi, tức là chịu bỏ qua rồi, không tham gia nữa. Unique Kitchen Technology, chúng tôi đã biết điều gì khi về Vingroup Hyperloop không thể làm được? Nguồn truyền thông World Construction Today đăng một bài báo về các tổ chức cơ sở hạ tầng và giao thông của UST, trong đó tác giả gây chú ý. Cái này nó ở trên cái trang mà skyway.org. Là anh chị thấy nó bài báo nó chuẩn nguồn từ bên đấy. Và cái này thì em đang dùng cái trang dịch thôi, chứ bài báo gốc của nó là nó báo bằng tiếng Nga và tiếng Anh các anh chị ạ. Trong đó tác giả gây chú ý đến việc công ty kỹ thuật Unique Kitchen Technology đã có thể thực hiện một tuyến đường chở khách, trong khi Virgin Hyperloop từ bỏ ý tưởng vận chuyển hành khách. Công ty Mỹ quyết định tập trung hoàn toàn vào hướng vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, ấn phẩm lưu ý rằng ngay cả trong điều kiện khó khăn do đại dịch gây ra, UST INC đã không từ bỏ kế hoạch của mình. Điều gì khác đã được thảo luận trong bài báo? Ở tại Unique Kitchen Technology đã làm được điều mà Virgin Hyperloop không thể. Đấy, các anh chị nhớ lại cái loại hình vận tải của Skyway đi ạ. Loại hình vận tải mà ở trên thế giới này thì không, hiện tại chưa có đối thủ. Hiện tại nói về vận chuyển hàng hóa thì Skyway không có đối thủ. Bởi vì là 100 tấn hàng hóa di vận chuyển trên 1 km chỉ có giá 1 đô la. Hỏi các anh chị ở trên thế giới có loại hình vận tải nào mà rẻ như vậy không ạ? Cước vận chuyển mà rẻ như vậy không ạ? 100 tấn hàng hóa vận chuyển trên 1 km chỉ có 1 đô la thôi. 1 đô la chúng ta hiểu nó nôm na nó rơi vào khoảng 23-24 nghìn Việt Nam thôi đúng không ạ? Mà vận chuyển 100 tấn hàng hóa trên 1 km chỉ có 1 đô la thôi. Vậy thì làm gì có đối thủ ạ? Và cái ông Elon Musk này ấy thì muốn nhảy vào, tức là muốn cạnh tranh với Skyway cơ. Nhưng mà nó là bí mật công nghệ, bí mật của sở hữu trí tuệ, thì chỉ có nhà khoa học người ta mới nắm được cái bí quyết đấy thôi, chứ không phải là tỷ phú là có bí quyết đấy đâu. Đấy, vậy thì tại sao UST người ta lại làm được cái điều này? Đấy, tàu chở khách của chân không có tốc độ lên đến 1.000 km/h. Virgin Hyperloop đảm bảo rằng hướng đi này sẽ được hiện thực hóa. Nhưng cách đây không lâu, công ty đã chính thức tuyên bố từ bỏ ý tưởng kinh doanh vận tải hành khách
Thì theo báo cáo, công ty đã chính thức tuyên bố từ bỏ ý tưởng kinh doanh. Theo báo cáo của Financial Times, hiện nay thì Virgin Hyperloop đã chuyển sang vận chuyển hàng hóa độc quyền. Điều thú vị là một nhà phát triển phương thức vận tải thay thế khác không lâu trước đó vừa nhận ra hướng chở khách và thông báo bắt đầu thực hiện các dự án thương mại. Chúng tôi đang nói về Unit Kitchen Technology. Tức là cái bài báo này, Financial Times này là một bài báo quốc tế, họ đưa, họ nói cụ thể về cái sự kiện này. Chứ đây nó không phải là do cổ đông Skyway hay là những đối tác Skyway người ta tự đưa tin đâu. Và đây nguồn gốc của bài báo này, nó là bài báo tiếng Anh và tiếng Nga. Kỳ vọng và thực tế, Virgin Hyperloop cho biết họ sẽ tạo ra các khoang hành khách có thể di chuyển trong đường ống áp suất gấp rất thấp so với tốc độ 1.000 km/h. Trong vài năm, nhiều phương tiện truyền thông đã nhiệt tình với ý tưởng này để thảo luận về thời gian thực hiện có thể và chi phí của nó. Tuy nhiên, vẫn có những người nghi ngờ về khả năng tồn tại của dự án. Đấy, sau khi công bố phiên bản đầu tiên của khái niệm Hyperloop, nhiều cuộc thảo luận đã nổ ra giữa các nhà khoa học và kỹ sư. Một số cho rằng dự án không khả thi, ngay cả khi có thể được các cơ quan quản lý cho phép. Những người khác lập luận rằng hệ thống này rất tốn kém, việc thực hiện đòi hỏi hàng tỷ đô la mà không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng phân bổ. Vẫn còn những người khác tin rằng các tính toán tiêu thụ năng lượng sẽ lớn hơn nhiều so với các nhà phát triển đã chỉ ra. Sự an toàn của hành khách cũng bị nghi ngờ do nguy cơ giảm áp suất. Nếu viên nang đang chuyển động, mất độ kín, tất cả hành khách sẽ ngay lập tức tử vong. Nó rất là nguy hiểm đấy các anh chị ạ. Chào chị Mùi ạ. Chào tất cả các anh chị em nhé. Chào em Sơn Phụng. Chào em Sơn Nguyễn. Chào tất cả các anh chị em ạ. Unit Kitchen Technology bỏ qua Virgin Hyperloop. Đấy, nhân tiện công ty quốc tế Unit Kitchen Technology, công ty cũng đang phát triển một phương thức vận tải thay thế. Năm ngoái đã nhận được giấy chứng nhận tuân thủ các yêu cầu an toàn từ tổ chức quốc tế TUVSW. Các anh chị nhớ lại cái sự kiện này đi ạ. Cái sự kiện mà chủ tịch chúng ta ấy có chụp những cái bức hình kỷ niệm. Đấy, cái sự kiện mà chúng ta được chứng nhận tiêu chuẩn hóa quốc tế TUVSW về chứng nhận các phương tiện vận tải của chúng ta đi ạ. Đấy. Công ty năm ngoái đã nhận được giấy chứng nhận tuân thủ các yêu cầu an toàn từ tổ chức quốc tế TUVSW và ngay sau đó tuyên bố bắt tay vào thực hiện các dự án thương mại. Như bạn có thể thấy, COVID-19 không trở thành một trở ngại cho điều này, mặc dù nó chắc chắn làm phức tạp nghiêm trọng công việc của công ty. Trong điều kiện khó khăn do đại dịch gây ra, Unit Kitchen Technology đã không từ bỏ kế hoạch của mình. Đấy, chúng ta thấy là đại dịch Covid nó xảy ra, tình hình kinh tế thế giới nó ảnh hưởng rất là trầm trọng. Hàng loạt nhiều những công ty phá sản và chúng ta thấy là tập đoàn UST của Trump, chúng ta lại đi ngược với những công ty đấy, tức là trên đà phát triển nữa cơ các anh chị ạ. Sơn Phụng bảo là lại ngộ độc thông tin ghê anh ạ. Đúng rồi, chúng ta là cứ bị vô ý thôi. Đã đầu tư đúng chỗ, đúng nơi rồi là càng thấy sướng nữa. Đấy. Đầu tư là phải đầu tư đúng chỗ. Người ta bảo là muốn giàu thì phải đầu tư. Nhưng mà đầu tư vào cái gì? Đầu tư vào dự án nào? Đầu tư vào cái dự án nào nó tiềm năng trong tương lai ấy, nó đi đúng xu thế phát triển của thời đại ấy, thì nó mới thành công được. Chứ không phải ném tiền qua cửa sổ đâu các anh chị ạ. Đấy, và chúng ta chúc mừng, chúng ta là những người đầu tư thông thái, chúng ta là những người thông thái thôi, chỉ khác nhau ở cái sự lựa chọn thôi, chứ không nhất thiết là cứ phải thông minh lắm đâu. Đấy, cái xu hướng phát triển của thế giới, người ta sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, đấy, và giao thông sạch, giao thông nó thông minh, nó giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Đấy, xe điện nó đang dần thay thế xe chạy động cơ nhiên liệu hóa thạch rồi. Và công nghệ Skyway thì nó sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần ngành giao thông. Đấy là đánh giá từ những chuyên gia. Và chúng ta đầu tư vào
và những cái công nghệ như thế này, chúng ta nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp như thế này thì chúng ta mới giàu có được, chúng ta mới đi đúng xu hướng phát triển của thời đại. Chẳng hạn như các anh chị bây giờ xác định mua xe ô tô ấy, thì hãy xác định mua xe điện đi. Mua xe điện của Elon Musk chẳng hạn, tức là của Vin Tesla chẳng hạn, hoặc là mua xe điện của ông Phạm Nhật Vượng của chúng ta, Vin Group của chúng ta đúng không ạ, VinFast của chúng ta chẳng hạn. Đấy, nó mới đi đúng xu thế. Chứ anh chị bây giờ còn đi mua xe chạy xăng dầu xong một vài năm lại bán đi thì nó lại lỗ, nó lại mất tiền, mà nó không đi đúng xu thế phát triển của thời đại. Đấy, các anh chị thấy giá xăng nó tăng không ạ? Nó tăng đến chóng mặt luôn. Bởi vì nhiên liệu nó khan hiếm. Thì dần dần thì thế giới người ta sẽ phải thay thế một cái loại hình khác để nó giảm thiểu những cái chi phí về năng lượng. Chị Mùi bảo là cơ hội ngàn năm có một. Chúc mừng chị. Chị Mùi là một người bình thường thôi, đi làm ở bên Ả Rập, xong bây giờ chị về Việt Nam rồi. Và chị cũng đang theo dõi thông tin, và chị cũng đang sử đầu tư, nắm giữ cổ phần. Đấy, có rất nhiều những cái tấm gương mà em thấy là nể phục các anh chị luôn đấy. Những người bình thường thôi, những người có thể nói là không có nhiều tài chính đâu. Nhưng mà khi các anh chị, quan trọng nhất là các anh chị tìm hiểu được cái thông tin nó chuẩn nguồn, tìm những cái nơi mà nó giá trị. Đấy, gặp được những người chia sẻ có tâm thì các anh chị sẽ nhận được những cái thông tin nó, các anh chị yên tâm các anh chị đầu tư. Còn những các anh chị mà tìm hiểu những cái thông tin nó không đi đến đâu ấy, nó không dẫn được các anh chị đến đâu ấy, thì dẫn đến các anh chị hoang mang lo sợ và không biết đâu là sự thật. Thế là thôi, mình chẳng biết gì cho nên là mình bỏ qua. Bỏ qua thì nó tiếc thôi, bởi vì là cả thế giới người ta quan tâm cơ mà. Đấy, các nhà khoa học người ta quan tâm mà. Những chuyên gia hàng đầu thế giới, chứng chính trị gia và nhà đầu tư trên 200 quốc gia trên toàn thế giới cơ mà. Trong đấy có Việt Nam chúng ta. Và cái dự án này nó còn sẽ xây dựng ở Việt Nam nó cơ các anh chị ạ. Còn nếu mà nói chuyện nó xây dựng ở đâu thì chúng ta cũng chẳng quan tâm gì cho lắm nữa. Nhưng mà dù Skyway có xây dựng ở đâu thì chúng ta là người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này mà, chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận. Đấy, sự chuyển động của các phương tiện không người lái ở cấp độ 2 loại bỏ ùn tắc giao thông, tai nạn va chạm với người đi bộ và động vật. Ở trên những chuyến tuyến đường này không có giao lộ, làn đường đi tới và phần đường dành cho người đi bộ. Cấu trúc đường ray có thể được đặt bên cạnh các ngôi nhà, giao thông gần như im lặng sẽ không làm phiền cư dân của họ. Nhân tiện cầu vượt đường sắt đây dây là phổ quát, nó có thể được sử dụng cho cả vận tải khách và hàng hóa. Các tổ hợp giao thông và cơ sở hạ tầng UST thì có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, ví dụ như là để liên lạc tốc độ cao và giá cả phải chăng giữa thành phố và vùng ngoại ô, sân bay, kết nối các phần của thành phố được ngăn cách bởi một rào cản nước. Nhưng hiệu quả của vận tải UST đặc biệt chú ý ở những nơi có địa hình hiểm trở. Việc xây dựng một cây cầu vượt đường sắt ở đó sẽ chi phí thấp hơn nhiều so với xây dựng đường sắt hoặc đường cao tốc. Và ở đây thì họ có đánh giá là Unification Technology thực hiện theo phương hướng hành khách. Có vẻ như các tổ hợp cơ sở hạ tầng vận tải của công ty có thể được gọi là một giải pháp bền vững hơn. Có lẽ là một dự án đắt đỏ từ Virgin Hyperloop. Đấy, chúng ta chúc mừng cái sự kiện này đi. Bởi vì là tỷ phú Elon Musk thì cũng phải chịu thua rồi, và chỉ có ở UST của chúng ta thôi mới có đủ khả năng thôi. Chào bạn, em Phạm Thu. Chào các anh chị em nhé.
Các anh chị có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi. Ví dụ như những anh chị em đang tìm hiểu mới thì không biết là như thế nào thì có thể đặt câu hỏi. Vì bây giờ chúng ta là những người mới ấy, thì lưu ý là chúng ta tìm hiểu nó như thế này thôi. Theo quan điểm của em, nó chỉ trên 4 cái tiêu chí thôi. Thứ nhất là tính pháp lý có rõ ràng minh bạch hay không, cơ quan nào có rõ ràng minh bạch hay không, về pháp lý có được pháp luật bảo hộ hay không, tức là cơ quan nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Chúng ta hiểu thông tin đầu tiên là cái điều quan trọng nhất là về pháp lý. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu về người sáng lập là ai và cái người này có tâm, có tầm, có tài hay không, có tâm huyết và có khả năng để chèo lái cái quân thuyền để đi đến thành công hay không. Đấy. Và thứ ba là chúng ta tìm hiểu cái dự án Skyway nó là gì, tiềm năng của nó là như thế nào. Đấy, thứ tư là chúng ta, chỉ nhiên chúng ta đầu tư, chúng ta phải hiểu là quyền lợi chúng ta ở đây là gì. Chúng ta thấy rõ cái quyền lợi chúng ta thì chúng ta mới đầu tư, đúng không? Đấy, giữa quyền lợi, tức là giữa cơ hội. Đấy, giữa cơ hội và thách thức ấy. Thì cơ hội là chúng ta đầu tư vào đây, chúng ta đang đầu tư đi cùng với cái xu thế phát triển của thời đại, nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp tiềm năng và giá trị, một cái tập đoàn công nghệ giao thông bậc nhất thế giới. Đấy, mà công nghệ Skyway nó chỉ là một phần nhỏ ở trong cái hệ sinh thái của tập đoàn UST thôi. Đấy, và rủi ro chúng đầu tư là cái gì, nó có đáng để chúng ta phải sợ mất tiền hay không. Mà thực tế thì những anh chị em đầu tư ở đây họ hiểu rằng là đầu tư ở đây không sợ mất tiền, bởi vì là dự án có thật, con người có thật, đi cùng phát triển xu thế của thời đại. Đấy, thậm chí nhà đầu tư tài trợ vốn vào đây sau 3 năm có thể rút lại vốn. Đấy, và nhận lợi nhuận 4% trên tổng vốn đã đầu tư. Hơn nữa thì kể cả các anh chị trả góp, các anh chị trả gói của các anh chị đang bị do không đủ tiền để đóng thì có bị hủy, thì các anh chị đóng đến bao nhiêu tiền thì các anh chị hưởng thì chiết khấu của phần. Ví dụ như 1.000 đô các anh chị đầu tư, các anh chị chỉ mới đóng được có 500 đô thì 500 đô của các anh chị đã đóng rồi thì hưởng theo cái gói 500 đô, đóng được 200 đô thì hưởng theo gói 200 đô, các anh chị vẫn sở hữu của phần bình thường. Đấy, thậm chí họ trả lại tiền trong tài khoản của các anh chị và anh chị dùng để đầu tư gói mới. Vậy đầu tư có sợ mất tiền không ạ? Đấy, những người đầu tư trong đây họ có sợ mất tiền. Hỏi những dự án khác có được như vậy không? Skyway là công nghệ vận tải hiệu suất cao trên không, không có công nghệ tương tự nào trên thế giới. Đó là tốc độ, an toàn, sẵn sàng, hiệu quả và tôn trọng môi trường. Đấy, Skyway là cơ sở bền vững cho mạng lưới giao thông năng lượng và thông tin thế hệ mới. Nó dựa trên tất cả các yếu tố đã được thử nghiệm. Tốc độ lên đến 500 km/h, chiều dài nhịp từ 230 đến 50m lên đến 2 km, chiều cao của giá đỡ là 6 đến 10m và hơn thế nữa. Độ dốc của lối đi tối đa từ 15% trở lên. Tiêu thụ năng lượng nhiên liệu lên đến 0,7 đến 0,9 lít trên 100 lần trên mỗi km, giá từ 2 đến 3 triệu đô la trên 1 km, chi phí rẻ. Skyway có rất là nhiều những cái ưu điểm. Tiết kiệm trên 1 km, đây họ tính ra trong 1 km so với các loại lộ trình vận tải khác ấy. Thì thép thì có thể lên đến 500 đến 700 tấn so với tàu cao tốc, một ray và tàu bay từ trường. Đấy, bê tông cốt thép tối đa 15 đến 20 nghìn mét khối so với tàu cầu vượt đường sắt cao tốc. Đấy, về giao đất thì tối đa 3 đến 5 HA so với đường sắt và đường bộ. Khối lượng đào đắp khoảng 20 đến 25 nghìn mét khối trở lên so với đắp đường sắt và đường bộ. So với loại hình vận tải khác thì Skyway nhiều cái ưu điểm hơn. Ví dụ như chi phí xây dựng của Skyway 100% thì vận tải đường sắt là 200%, vận tải đường bộ là 400%.
Đấy, và monorail là 1.200%, tàu Malis là 1.800%, thì chứ công nghệ tàu Skyway nó tối ưu hơn. Như các anh chị cũng biết là ở Nhật thì có tàu Shinkansen đúng không ạ, rất là hiện đại, công nghệ rất là hiện đại, nhưng mà giá thì là vô cùng đắt đỏ. Đấy, kể cả đi được tàu thôi cũng tốn nhiều tiền lắm các anh chị ạ. Tàu Shinkansen của Nhật thôi, chúng ta mà mang Shinkansen của Nhật chúng ta về Việt Nam chắc chắn là chúng ta sẽ không xây dựng được, thậm chí xây dựng thì biết chúng ta sẽ gánh nặng về kinh tế, phải trả nợ. Và thậm chí đi vào thực tiễn thì dân chúng ta còn đang khó khăn. Đấy, người dân của chúng ta làm sao mà có đủ tiền mà đi tàu Shinkansen được. Cho nên là nó sẽ không khả thi. Chứ trên thế giới rất là nhiều những cái công nghệ tốt chứ các anh chị. Mà tại sao người ta sử dụng cần cái công nghệ Skyway? Bởi vì là nó ngoài những cái ưu điểm là nó tốt, nó đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật ấy, nó bảo vệ môi trường ấy, nó an toàn ấy, nhưng mà chi phí nó rẻ. Đấy, ví dụ như một nước như Việt Nam chúng ta mà muốn xây dựng Shinkansen là không được rồi. Chị Mùi bảo là chúng ta đang trồng cây rồi, đã trồng cây rồi thì nhận đợi hái quả thôi anh chị em. Đấy, mặc dù là những anh chị em họ đầu tư trước đây, từ khi khởi đầu của dự án bây giờ 8 năm nay rồi, có ai than đâu, có ai than là lâu đâu. Bởi vì các anh chị hiểu rằng chúng ta đầu tư vào giá trị thật, đầu tư vào doanh nghiệp có thật. Đấy, chúng ta xây dựng đường với chúng ta cũng thấy lâu rồi đúng không ạ? Vậy hơn nữa đây là một cái dự án nó tầm cỡ thế giới, người ta phải cần rất là nhiều vốn để xây dựng. Trước hết là nói về cái công nghệ này nó tốt như thế nào. Thế giới thì người ta không quan trọng là không nghe suông đâu các anh chị ạ. Tức là ông bảo công nghệ của ông tốt, ông thuyết trình là công nghệ này tốt, nó nhiều ưu điểm như thế này như thế kia, bản vẽ cũng ok, sáng chế cũng ok, nhiều cái văn bằng chứng chỉ rồi, sở hữu trí tuệ rồi, nhưng mà phải chứng minh cho thế giới thấy rằng là thế tốt đến đâu cho chúng tôi xem. Đấy, ví dụ như những nhà khoa học hay là những chuyên gia họ đến họ trải nghiệm xem nó tốt như thế nào đi đã, rồi họ chứng nhận những cái tiêu chuẩn liên quan, những cái thông số kỹ thuật nó có đảm bảo yêu cầu hay không đã. Vậy thì ông phải chứng minh đi. Vậy thì chứng minh bằng cách là ông hãy xây dựng trung tâm thử nghiệm đi, để cho cả thế giới biết. Thì ông xây dựng cái trung tâm thử nghiệm thành công rồi thì cả thế giới người ta ủng hộ ông thôi. Bởi vì công nghệ ông nó vượt trội với những loại hình khác, nó nhiều ưu điểm hơn và chi phí rẻ hơn, thì chắc chắn là thế giới cần thôi. Đấy, và chính vì thế cho nên là tập đoàn chúng ta lại xây dựng hai cái trung tâm thử nghiệm như vậy. Đấy, tại sao lại xây dựng ở Belarus, tại sao xây dựng ở UAE, các anh chị có biết không ạ? Bởi vì là thử nghiệm vận tải nó ở trên hai cái môi trường nó khác nhau, một bên khí hậu lạnh, bên khí hậu nóng. Đấy, để xem cái sự chịu tải, sự chịu nhiệt có đảm bảo những cái yêu cầu kỹ thuật xuyên tác động của những môi trường khắc nghiệt như vậy. Ví dụ như bên Belarus thì mùa đông rất là lạnh giá, còn bên UAE thì mùa hè rất là nóng, 50-60 độ C nhiệt độ ngoài trời. Đấy, thì nếu mà một thanh sắt mà để ra ngoài trời như thế là chúng ta sờ vào là bỏng tay các anh chị ạ. Với cái nhiệt độ như vậy thì cái công nghệ Skyway nó có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay không? Đấy, vâng, đã đảm bảo. Các tiêu chuẩn thì đều cho thấy rằng là đã đảm bảo và đạt những cái chứng nhận, những chứng chỉ an toàn. Vậy thì cái ông UST Skyway này, vậy thì coi như là cái bước đầu ông xây dựng cũng đã thành công rồi. Và bây giờ thì ký kết những cái đơn hàng với những cái đối tác lớn thôi, để xây dựng thôi. Đấy, bây giờ chúng ta đâu có phải là chúng ta đang chờ để chứng nhận thế này thế kia đâu, mà thực tế đã chứng nhận rồi. Thực tế đã chứng nhận tiêu chuẩn, cơ quan chứng nhận tiêu chuẩn hóa quốc tế rồi, cả chứng nhận ISO 9001:2015 rồi. Có tiêu chuẩn quốc tế cả các anh chị ạ. Và chúng ta chỉ yên tâm chúng ta đầu tư thôi. Chúng ta có tài chính nhiều thì chúng ta đầu tư nhiều, còn mình tài chính ít thì mình đầu tư theo khả năng của mình.
Đấy. Miễn sao chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn tiềm năng như thế này. Ở trong đấy có anh chị em mới đang cần tìm hiểu không ạ? Để em chào anh Thanh Nguyễn ạ. Anh chị mới thì hãy tìm hiểu nhanh đi. Bởi vì là bây giờ dự án không còn gọi là khởi nghiệp nữa, mà là thương mại hóa rồi. Tức là ký kết những đơn hàng và xây dựng thôi. Hiện nay thì ở giai đoạn 14 trên 15 giai đoạn rồi. Và khả năng cao là giai đoạn 15 là chúng ta không còn được sở hữu cổ phần nữa đâu các anh chị ạ. Nếu mà giai đoạn 15 không được sở hữu cổ phần nữa, tức là tập đoàn họ chủ động được nguồn vốn ấy, tức là thương mại hóa rồi, tức là anh chị hiểu thương mại hóa là như nào ạ? Họ nhận trước khi xây dựng nha, một cái doanh nghiệp A chẳng hạn ký kết với ông UST Skyway, ông muốn xây dựng đất nước của ông, một cái dự án của ông chẳng hạn. Đấy, ví dụ như ông Thịnh Phát của Việt Nam đi chẳng hạn, muốn xây dựng với Skyway, muốn hợp tác với Skyway xây dựng cái công nghệ này ở Việt Nam, thì ông ký kết với Skyway xây dựng. Thì trước hết là ông phải trả tiền ứng trước 10% của cái dự án, của cái đơn hàng dự án của ông ấy cho bên UST Skyway này. Đấy, tối thiểu là 10%, thậm chí nó có thể là hơn, chứ không thể ký kết bằng mồm được các anh chị ạ. Đấy, giống như các anh chị mà chẳng hạn như đi nước ngoài đi, các anh chị trước khi thi tuyển các anh chị phải cọc tiền, phải cọc tiền người ta mới cho anh chị thi. Xong anh chị thi đảm bảo rằng các anh chị là người thật, các anh chị muốn tham gia thật đơn hàng này. Chứ không đến lúc các anh chị tự nhiên đến lúc thi các anh chị bỏ thi thì người ta sẽ bị hủy, người ta mất uy tín của người ta với đối tác. Và đây ký kết nó cũng như vậy. Và tối thiểu là 10% thì bên đối tác là phải trả tiền cho bên tập đoàn UST Skyway. Và những cái đơn hàng ký kết như vậy thì họ có nguồn vốn rồi, chủ động được cái nguồn vốn. Khi mà họ chủ động cái nguồn vốn thì họ không cần, mặc dù vốn thì rất là cần nhiều, nhưng mà họ chủ động được cái nguồn vốn rồi thì họ không cần để cái cổ phần cho nhà đầu tư của cái giai đoạn 15 nữa, thì họ để lên sau IPO họ bán chứ, đúng không? Chúng ta hiểu nó là như vậy. Bởi vì chúng ta bây giờ là chúng ta đầu tư dưới 1 đô mà. Đấy, 1.000 đô các anh chị sở hữu 30.000 cổ phần, chúng ta đang đầu tư thấp hơn 30 lần, thấp hơn giá trị thực của tối thiểu của nó ấy. Bởi vì giá 1 đô là người ta đã định giá năm 2013 rồi. Đấy, định giá doanh nghiệp hơn 400 tỷ đô, về theo đấy thì mỗi một cổ phần sau này nó sẽ có giá tối thiểu là 1 đô. Và chúng ta đang đầu tư thấp hơn 30 lần giá trị thực của nó, tức là 1 đô trên một cổ phần thì 30.000 cổ phần của các anh chị, khi các anh chị đầu tư 1.000 đô là sau này thì các anh chị sẽ có tối thiểu là 30.000 đô. Nếu mà là 10 đô trên một cổ phần thì anh chị có 300.000 đô. Bởi vì cái thông tin 1 đô nó là thông tin đã được định giá. Chúng ta chỉ nói đến 1 đô thôi, còn nó có thể là 10 đô hay 100 đô luôn ạ. Và em thì em thấy rất là may mắn mà cảm thấy mình đầu tư đúng nơi đúng chỗ. Như vậy thì sẽ có một cái khối tài sản mà bình thường, một người bình thường, công nhân bình thường như em cả đời không bao giờ dám mơ ước. Đấy, chỉ cần nắm tối thiểu 1 triệu cổ phần thôi, sau này các anh chị không phải lo về tiền nữa, vô tư đi. Và bây giờ chúng ta bỏ ra cái số tiền để sở hữu được 1 triệu cổ phần nó cũng không phải nhiều đâu. Nếu mà chúng ta biết giá trị của nó 1 đô thì 1 cổ phần thì hãy nắm giữ, hãy nắm giữ cho mình thật nhiều. Sau này chỉ cần 10 đô thôi, 1 đô là các anh chị đã thắng lớn rồi. Còn nó 10 đô thì sao ạ? Nhiều tỷ phú lắm, Việt Nam sẽ nhiều tỷ phú lắm các anh chị. Gần đây xuất hiện rất là nhiều những nhà đầu tư cao mập. Còn những người tìm hiểu mà sợ là sao ạ? Em thấy điểm chung là những người sợ ấy, chưa đầu tư bao giờ nên là sợ, mà lại có thói quen là hay hỏi người thân, hỏi người quen, hỏi những người chưa bao giờ làm.
thậm chí có 50 đô thôi cũng dám bỏ tiền, cho nên là sợ thôi. Anh chị em có câu hỏi gì cứ comment ạ. Chị em chào anh người Nhật ạ. Chào bạn văn hóa Sky. Ừ, nhiều đối tác của Skyway tâm huyết quá. Em nói thêm về cái này bởi vì có một số những nhà đầu tư cũng có băn khoăn là nếu mà giai đoạn 15 ấy mà kết thúc ấy, không còn được đầu tư nữa ấy, thì cái cổ phần mà chúng ta đang đầu tư dở ấy thì chúng ta có được đầu tư trả nốt không? Thì theo em nghĩ là chúng ta đầu tư vào đây, chúng ta tài trợ vào dự án thì cái số lượng cổ phần chúng ta đầu tư nó nằm ở trong cái số cổ phần dự toán của cái giai đoạn 14.2 rồi. Tức là họ thì họ không thông báo trước là cổ phần nó sẽ hết bất kỳ lúc nào. Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu với nhau như này. Các anh chị trả thẳng đúng không ạ? Trả thẳng thì các anh chị ví dụ như 1.000 đô, anh chị sẽ sở hữu 30.000 cổ phần. Thì họ có đủ số cổ phần đấy để cho các anh chị, tức là anh chị trả hết cái tài chính đấy, là anh chị sẽ nhận về 30.000 cổ phần. Còn khi các anh chị kích gói và trả góp được 1.000 đô, sở hữu 28.000 cổ phần chẳng hạn, thì họ sẽ có đủ cái số cổ phần, kể cả các anh chị trả thẳng hết đi thì họ vẫn có đủ cái số cổ phần 30.000 cổ phần đấy cho các anh chị đầu tư, các anh chị sẽ sở hữu đấy. Đấy, và anh chị trả góp thì số cổ phần các anh chị nó giảm đi thôi. Tức là trả góp thì chiết khấu nó giảm hơn là anh chị nhận được 28.000 cổ phần thôi. Thì họ vẫn đủ cho cái số cổ phần để cho các anh chị trả hết những cái thời gian còn lại để nhận cái số cổ phần đấy. Đấy, chúng ta hiểu là như kiểu chúng ta đặt hàng đấy. Chúng ta như kiểu chúng ta đặt hàng trả góp đấy. Đấy, cho nên là anh chị yên tâm nhé. Chứ không phải là ví dụ như mai họ bảo là kết thúc gọi vốn rồi, bây giờ những nhà đầu tư ví dụ như 1.000 đô đang trả dở thì sẽ coi như là người ta thanh lý luôn, không được nhận cổ phần nữa. Phải như thế, các anh chị hãy yên tâm nhé. Những người trả xong thì họ hưởng về ngay, còn những anh chị em trả góp chưa xong thì chúng ta trả tiếp, chắc chắn họ sẽ tạo điều kiện cho chúng ta trả nốt, chứ không phải là cái chuyện như vậy đâu. Và có một số anh chị cũng hỏi là thế thì nếu mà bây giờ mình đang trả góp rồi bây giờ mình muốn nhận cổ phần về ngay được không? Thì các anh chị bây giờ các anh chị muốn nhanh thì các anh chị trả sớm đi, tức là ví dụ như gói 1.000 đô vừa rồi các anh chị sở hữu được 70.000 cổ phần chẳng hạn, 73.000 là anh chị trả thẳng, và các anh chị trả thẳng thì được 73.000 cổ phần, nhưng mà trả góp thì được 70.000 cổ phần. Chẳng hạn như là ví dụ như nó vào tháng 5 hay tháng 6 hay tháng 7 hay là ví dụ như tháng sau đi chẳng hạn, họ quy định là họ chia trả cổ tức cho những người đã sở hữu cổ phần. Vậy thì những người đã trả thẳng hoặc là đã sở hữu đã nhận cái cổ phần về rồi, chứ tức là chúng ta đã hoàn thành gói đầu tư thì chúng ta nhận cổ phần về rồi, thì họ chỉ trả cho những người sở hữu cổ phần thôi, còn những người đang trả dở thì sẽ không được trả cổ tức chẳng hạn. Thì các anh chị trong trường hợp đấy, các anh chị muốn sở hữu cổ phần thì các anh chị trả sớm cái gói của mình. Đấy, chẳng hạn như chúng ta phải chờ 5 tháng thì chúng ta mới hoàn thành gói 1.000 đô của chúng ta, cái gói mà quà tặng sinh nhật của ngài chủ tịch đấy, chẳng hạn là như vậy. Thì trường hợp các anh chị phải sau 5 tháng các anh chị mới trả xong chẳng hạn, thì lúc đấy các anh chị 5 tháng sau anh chị mới sở hữu cổ phần đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị trả thẳng thì anh chị sở hữu ngay, còn những anh chị mà không phải chờ 5 tháng như vậy, các anh chị lại trả sớm cái gói đấy đi, thì ví dụ như bây giờ đi, các anh chị trả thẳng thì coi như cổ phần các anh chị về ngay, các anh chị ký kết ngay và về ngay. Còn những người mà chưa trả được ngay như vậy, trả sớm như vậy thì lại phải chờ sau 5 tháng để mới trả xong gói. Thì lúc đấy chẳng hạn như họ bảo là tháng sau họ chốt cái danh sách để nhận cổ tức chẳng hạn, chỉ trả những người đã sở hữu cổ phần, thì những người đã hoàn thành sớm như vậy, những người đang phải chờ 5 tháng nữa thì là phải về sau, tức là cuối cùng thì cũng nhận thôi, nhưng mà nó theo người ta gọi là cái lịch chốt đấy.
Anh chị em có câu hỏi gì thì cứ comment ạ. Chào bạn Minh Trang, chào em Vũ Ngọc Quyết. Đấy, chúng ta thấy đối thủ của chúng ta là Elon Musk. Elon Musk mà Elon Musk đã bỏ cuộc, tức là vì không làm được. Đấy, chứ không phải là dĩ nhiên bỏ đâu. Và còn lại Skyway chúng ta thôi. Còn cái loại hình vận tải hàng hóa container ấy thì siêu không có đối thủ rồi. Có đối thủ nào cạnh tranh được một đô mà rẻ hơn một đô hay không thì mới cạnh tranh được. Một đô trên 100 tấn hàng hóa trên 1 km. Anh chị em có khó khăn gì về cài bảo mật thì có thể inbox ở đây mình chỉ cho. Mình cũng làm rất là nhiều lần, mình có đăng video ở trên Facebook của mình nhé. Anh chị em mà nếu mà chưa đấy thì truy cập vào để xem. Cái bài đấy mình chỉ đăng ở trên cái bạn bè thôi. Thì ai bạn bè thì mới thấy được bài đấy. Bởi vì nó cũng liên quan những cái thông tin nội bộ. Và cái cài bảo mật này ấy, thì cũng có thông báo ở bên tập đoàn, cũng thông báo. Ví dụ như là các anh chị mà không phải là những đối tác ấy, các anh chị không chia sẻ dự án, tức là các anh chị không làm cái chương trình đối tác này, và các anh chị không có nhu cầu chuyển tiền rồi chuyển đô nội bộ hay là như thế nào ấy, không cần giao dịch đấy. Nôm na là chúng ta không cần giao dịch ấy. Thì chúng ta không cần nhất thiết phải cài cũng được. Bởi vì là cài bảo mật này thì thứ nhất là nó cũng an toàn cho chúng ta thôi. Nhưng mà bên cạnh đấy nó có một cái rắc rối là các anh chị sai thì anh chị sẽ bị khóa tài khoản. Và dẫn đến là chúng ta phải chờ support, chúng ta gửi mail, chúng ta phải gửi cái chứng minh nhân dân, để chúng ta chụp hình selfie, để chúng ta xác minh. Nó rất là lâu và nó cũng rất là phức tạp. Đấy, dẫn đến thì có rất nhiều người bị khóa rồi. Đấy, chỉ kể cả ở trong đội nhóm của mình cũng có. Nếu mà chỉ là sợ lộ bí mật thông tin về email, mật khẩu thôi ấy, thì các anh chị hãy cài lại mật khẩu là được. Thay đổi mật khẩu là được. Đấy, còn nếu các anh chị có khả năng cài được thì càng tốt, bởi vì nó bảo mật cho mình. Bởi vì là cái bảo mật hai lớp này sau này họ dùng cho đăng nhập cá nhân này, sau đấy là đăng nhập dùng cái mã này để làm cái mã chuyển tiền, mã giao dịch tài chính ở trong cái văn phòng cá nhân đấy. Để những người, ví dụ như bản thân mình là trưởng nhóm đấy, mình làm chương trình đối tác này, mình là người chia sẻ dự án ấy, thì phải chuyển đô cho những anh chị em, hỗ trợ những anh chị em đầu tư, thì mình phải chuyển đô ở trong văn phòng cá nhân ấy, mình chuyển đô nội bộ ấy, thì phải cần những cái mã giao dịch. Đấy, khi mình nhận được cái mã từ hệ thống thì mình mới nhập vào và mình mới được chuyển. Chẳng hạn mình chuyển cho một bạn mới, chẳng hạn như bạn Trang ở đây chẳng hạn, thì mình Trang phải gửi cho mình cái email mà đăng ký tài khoản Skyway, sau đấy mình vào cái mục chuyển tiền, sau mình nhập cái email của Trang vào thì nó sẽ tìm ra Trang tên là như thế nào, nó có đúng như thế, xác minh đúng như thế hay không, sau chuyển bao nhiêu đô, sau đấy là phải chờ cái mã từ hệ thống của cái quỹ Skyway Capital này ấy. Đấy, và họ gửi cho mình nhận được cái mã đấy và mình nhập vào đúng như thế thì nó mới xác minh được là mình thực hiện cái giao dịch đấy. Đấy, và khi mình thực hiện cái giao dịch đấy thì nó sẽ báo cho mình một cái email chuyển tiền, bạn đã chuyển cho cái bạn Trang này chẳng hạn là bao nhiêu đô. Và trên cái email của bạn Trang này cũng nhận được cái email từ hệ thống, người ta báo là bạn đã nhận được từ cái người từ mình, số email là như thế nào, đã chuyển tiền cho bạn bao nhiêu đô. Đấy, nói như thế các anh chị ạ, cho nên là chúng ta đầu tư ở đây rất là yên tâm, bởi vì nó đều báo trên hệ thống cả.
Và cái mã 2FA này, Authenticator này, sau này nó họ sẽ làm cái mã giao dịch để chuyển tiền luôn, để giao dịch nội bộ trong đây. Đấy, những anh chị em mà làm đối tác thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải cài. Chắc chắn là chúng ta phải cài rồi, mà thậm chí mình cài trước đây rồi. Mình cài trước đây, từ khi mình đăng ký tài khoản là mình đã cài bảo mật 2FA rồi. Đúng rồi, chúng ta nên cài đặt cho thì nó tốt, nó bảo vệ cho mình thôi. Bây giờ các anh chị chưa thấy nó quan trọng thôi, chứ khi mà nghe tin chia cổ tức một phát này xem. Đấy. Rồi các anh chị thử nghĩ sao nếu mà khi mà chia cổ tức, hoặc là khi IPO, thì những người không cài đặt bảo mật ấy, không may mất tài khoản ấy, nó sẽ phiền phức. Và tập đoàn họ không muốn cái điều đấy nó xảy ra, sợ nó ảnh hưởng đến cái uy tín, rồi nó nhiều cái liên quan lắm. Đấy, cho nên là họ muốn tốt cho chúng ta và cũng muốn tốt cho tất cả mọi người. Đấy, nếu có cái vòng bảo mật đấy thì hacker nó không xâm nhập được tài khoản của các anh chị. Còn các anh chị chưa cài thì có thể là sẽ bị hacker nó tấn công và các anh chị có thể bị mất tài khoản. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất là cái email của các anh chị. Email là của mình thì mình có thể cài lại mật khẩu khác, mình kể cả người khác có truy cập tài khoản của mình, nhưng mà mình email là email của mình đúng không ạ? Chúng ta khôi phục được mật khẩu. Khi chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản thì trên hệ thống đã báo cho chúng ta một cái tin nhắn rồi, về email rồi. Có người truy cập vào tài khoản của bạn, nếu là bạn thì bỏ qua, còn nếu không phải là bạn thì hãy kích vào đường link này. Đấy, họ cài rất là thông minh. Tại sao là Skyway người ta không bảo mật rất là tốt? Bởi vì là từ các anh chị đăng nhập vào mail thôi là họ đã báo rồi. Nếu mà các anh chị thì bỏ qua, mà không phải các anh chị thì click vào đường link đấy, tức là có người lạ xâm nhập đấy. Chào anh Lục Hoàn, Minh Trang, và đợt này có rất nhiều dấu hiệu kết thúc cổ phần và chuẩn bị cổ tức. Có lẽ là như vậy các anh chị ạ. Chúng ta thấy dấu hiệu nó đến gần rồi đấy. Nó đến gần rồi đấy. Càng ngày càng nhiều đối tác ký kết. Rồi chúng ta thấy thông báo từ tập đoàn là báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021 hoàn thành một phát thôi là coi như chúng ta nâng bia, chúng ta chúc mừng rồi, ta cạn ly thế này rồi. Bởi vì chúng ta biết là năm ngoái đúng không ạ, chúng ta thấy kiểm toán tài chính với những cái tiêu chí ví dụ như niêm yết trên sàn nát chẳng hạn, thì chúng ta vượt mức rồi, chúng ta quá đạt tiêu chuẩn rồi, nó không phải là vấn đề. Vấn đề nó không, IPO đấy nó không phải là rào cản cho lắm. Vấn đề là chủ tịch cũng như là tập đoàn người ta chọn cái thời điểm để nó bùng nổ chứ, để nó IPO nó hoành tráng chứ. Bây giờ thì kinh tế thế giới chúng ta cũng thấy là nó rất là đáng buồn, tiền tệ nó cũng rất là ảnh hưởng, kinh tế rất là kém vì dịch Covid, nó rất ảnh hưởng rất là lớn các anh chị ạ. Em chào chị Nguyễn Nhung ạ. Còn thị trường chứng khoán thì Việt Nam thì chúng ta thấy là dạo này rất là lúng đoạn. Rất là lúng đoạn. Rất là nhiều nhà đầu tư mất tiền. Mấy ông lớn thì chơi cái bài mà thao túng thị trường. Còn những nhà đầu tư thì tin theo ông lớn thì bị hết, mất tiền. Đấy là tin buồn của Việt Nam. Cũng may là chúng ta đầu tư vào đây, chúng ta đầu tư vào dự án quốc tế nhưng mà rất là uy tín. Có một số người bạn nói với em là mình chỉ đầu tư vào công ty Việt Nam thôi, nước ngoài biết đâu mà tìm. Ở Việt Nam ở Ủy ban chứng khoán cấp phép rồi đấy.
ví dụ như ông Trịnh Văn Quyết đúng không ạ? Đấy, xong đấy là bên ông Tân Hoàng Minh nhá. Ôi giời ơi, nhiều ông lớn lắm, nhiều ông lớn thao túng thị trường lắm, nhà đầu tư mất tiền. Ta không biết ai người ta sẽ bảo vệ cho nhà đầu tư đây. Thế chúng ta mới thấy là ở đâu nó cũng có rủi ro, ở đâu nó cũng rủi ro. Tưởng là nó an toàn nhưng mà thực tế nó không có an toàn. Đấy, rủi ro khi đã được kiểm soát thì nó mới không có rủi ro thôi. Chúng ta hiểu ở đây là, ở đây chúng ta tại sao chúng ta không sợ ở đây, là bởi vì là chúng ta hiểu rõ pháp quốc tế nó phải nghiêm ngặt hơn chứ, chặt chẽ hơn chứ, đúng không? Và xem thực tế là Sở Kế Hoạch người ta đã làm được cái gì trong khoảng thời gian đấy. Nếu mà một doanh nghiệp bình thường họ có làm được cái điều như thế không? Họ là một tập đoàn cơ mà. Đấy, công nghệ Sở Kế Hoạch nó chỉ là một phần trong đấy thôi. Cả một cái hệ sinh thái rất là khổng lồ luôn. Nếu mà nói về những về công nghệ Sở Kế Hoạch thì đối với những anh chị em mới tìm hiểu ấy, anh chị em mới tìm hiểu thì cảm thấy nó ngoài sức tưởng tượng và nghĩ rằng nó không có thật, nghĩ nữa. Nó ảo tưởng, nhiều người nói là ảo tưởng mà, bởi vì cái tầm của người ta hiểu ấy nó không rộng, chưa thấy bao giờ, hoặc là không, nó ngoài sức tưởng tượng của con người, cho nên họ nghĩ rằng nó không có thật, nghĩ là ảo, chỉ nghĩ là lừa đảo. Nhưng mà thực tế thì cái dự án Skyway nó chưa thấm vào đâu so với cái dự án Spaceway. Đấy, dự án Spaceway nó mới là còn khổng lồ hơn nữa, nó mang tầm lớn hơn nữa, tức là khám phá không gian vũ trụ, nhưng mà không bằng tên lửa. Cái dự án Spaceway nó mới là đỉnh của đỉnh. Còn mới Skyway mới mở đầu thôi các anh chị ạ. Skyway mới mở đầu của cái tập đoàn này. Chẳng hạn như máy bay không người lái là chúng ta biết là như thế nào rồi. Đấy, ví dụ như có thể sử dụng trong quân đội, trong cứu hộ, cứu nạn, hay là xây dựng những cái nơi hiểm trở có thể vận chuyển vật liệu, thì họ sẽ sử dụng cái máy bay không người lái này. Đấy, và sử dụng không người lái tức là phải sử dụng trí tuệ nhân tạo rồi, và công nghệ AI rồi. Đấy, kể cả con tàu Skyway thôi cũng không có người lái, sử dụng công nghệ AI. Công nghệ người ta sử dụng trong robot đấy. Chào anh Thiện Hóa, chào các anh chị em nhé. Mọi người có câu hỏi thì có thể comment ạ. Có nhiều thông tin lắm, và anh chị em mới vào sau thì có thể xem lại live nhé. Thông tin nó ngay trên cái trang Skyway Capital của chúng ta, kể cả chúng ta chưa đầu tư chúng ta cũng xem được thông tin, nó không có ở đâu xa xôi cả. Có nhiều trang để các anh chị xem được. Skyway Capital là cái trang mà vừa là trang thông tin cũng là một trang đích, trang đầu tư luôn, trang tài khoản, đăng ký tài khoản của các anh chị luôn. Cho các anh chị em xem cái hình ảnh này này. Hình ảnh về cái tin ngày 26 tháng 4. Đây. Chúng ta vào trang USkyTranspost này. Mình nhập lại từ đầu cho anh chị em xem nhé.
để cách mình vào thông tin đấy. Đấy, vào Google, bấm lại, viết là YouSky. Sky chân pot. YouSkyChunPost.com. Để trên đây thì Google nó dịch. Chọn dịch. Chưa thì chúng ta chọn dịch thôi. Chúng ta bấm vào New, đây là phần tin tức. Đấy, ngày 26 tháng 4 đây, hệ thống điều khiển thông minh trong khu phức hợp cơ sở hạ tầng và giao thông YouSky. Tức là trang YouSkyChunPost này, nó là cái trang Skyway, nhưng mà nó ở bên thị trường Trung Đông, thì nó có tên địa chỉ của nó là YouSkyChunPost. Tức là phân biệt so với cái trung tâm thử nghiệm ở Belarus. YouSkyChunPost thực hiện các tổ hợp vận tải địa hình an toàn, thân thiện với môi trường và sáng tạo. Đây, station đây là nhà ga này. Và đây là hình ảnh con tàu Skyway này, đây là đấy, những đường ray này. Đây là nhà ga này. Ga hành khách này. Nó không chỉ riêng là Skyway đâu mà nó là cả một cái hệ thống. Nó phải xây dựng con đường, nó phải xây dựng nhà ga, rồi những con tàu. Đây họ nó cũng nói kỹ rõ về cái này này. Tổ vận tải Sky là một hệ thống tổng hợp có vòng đời gần như vô hạn, tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài và bên trong, các công việc cần giải quyết và các yếu tố khác, cấu trúc đường vượt. Nó có thể bao gồm một số lượng lớn các thành phần như các loại xe điện, cấu trúc đường vượt, hệ thống an ninh, cơ sở hạ tầng đa năng. Đấy, như giao thông, thông tin, năng lượng, vân vân. Đấy, và họ đây họ có vẽ cái mô hình cấu trúc vận chuyển của YouSky. Cái bản này thì chắc phải dịch cho tiếng Việt mới hiểu được. Đây, nhà ga, đường ray, tải ra đến bãi xe buýt. Tức là vẽ cái sơ đồ ấy, sơ đồ vận chuyển vận tải. Sẽ có những cái trạm ga. Và họ sử dụng, các anh chị thấy cái biểu tượng wifi này đúng không? Họ sẽ sử dụng bằng cái công nghệ điều khiển thông minh đấy. Đây, ở đây là họ vẽ mô hình kia ở khí hậu lạnh. Trên đây là khu khí hậu nóng. Để kiểm soát hiệu quả và an toàn tổ hợp vận tải, nó được hoàn thiện với hệ thống điều khiển thông minh ECS, tùy thuộc vào cấu trúc của tổ hợp vận tải, các thông số, đặc điểm và mục đích của nó. Thành phần ECS có thể thay đổi cùng với các nhiệm vụ mà nó giải quyết. ECS có thể cấu trúc phân cấp và bao gồm hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống kiểm soát kho bãi thông minh, hệ thống điều khiển nhà ga thông minh, hệ thống kiểm soát nhà ga thông minh. Thành viên hệ thống kiểm soát nằm trong cơ sở hạ tầng theo dõi. Hệ thống điều khiển phương tiện thông minh lần lượt bao gồm hệ thống điều khiển thông minh trên tàu và hệ thống điều khiển trên tàu. Chào em Thủy Nguyễn, chào em Hồng Nguyễn, chào tất cả các anh chị em. Tức là chúng ta hiểu rằng nó là một cái tổ hợp vận tải. Cái công nghệ Skyway này nó là một cái tổ hợp vận tải. Nó bao gồm những nhà ga, những bãi đỗ, nó là cả một cái hệ thống giao thông. Đây các chị xem là cái mô hình này này. Đây là ví dụ như
đây nhà ga này, những cái ga, những cái trạm. Station đây là nhà ga này. Đây đây là những hình ảnh là những vị khách tham quan. Đây khách của trung tâm kiểm tra và chứng nhận eSky trong phòng điều khiển với ECS. Đấy, họ điều khiển bằng cái công nghệ, ngồi đây họ điều khiển thôi các anh chị ạ. Điều khiển trên hệ thống thông minh cả. Sử dụng công nghệ nó phải như vậy chứ các anh chị nhờ. Chứ con tàu là còn phải người lái nữa thì lại quá bình thường. Nếu mà như vậy thì không phải là Skyway rồi. Chào em KK, chào anh Nguyễn Trinh ạ. Đấy, lúc nãy thì em cũng có nói giải đáp cái thông tin cho anh Nguyễn Trinh luôn rồi đấy. Một số anh chị em đang lo là nếu mà kết thúc cổ phần thì mình đang trả dở thì mình có được trả nốt hay không, thì các anh chị cứ yên tâm mình trả thôi. Còn trường hợp mà các anh chị mà muốn nhận cổ phần về để chẳng hạn như muốn nhận về sớm để nếu mà họ có trả cổ tức thì mình sẽ trả cho những người sở hữu cổ phần đấy, thì mình trả sớm. Còn trường hợp các anh chị không trả sớm được như vậy thì các anh chị trả vẫn được trả theo cái thời gian mà mình trả góp như vậy. Đấy, và cho các anh chị xem, nhân tiện cho các anh chị xem những cái thông tin trước, bởi vì không phải ngày nào em cũng cập nhật được. Đây, eSky Transport mở rộng phạm vi liên hệ kinh doanh đây. Đấy, những vị khách đến tham quan đây. Đây là tiến sĩ Rami Anhalasa. Đây là ngài chủ tịch trao tặng cái cuốn sách ký sư của ông ấy. Đấy, hoặc là các anh chị vào eSky Unitkey.engineer đây này. Vào trang web của ngài chủ tịch và chúng ta thấy những nói rõ về những cái thông tin, những cái công nghệ. Đây những vị khách đây. Những ông này ở bên thị trường UAE. Ông Saban Mohamed Saiban Ayasi Amheri tại trung tâm kiểm tra và chứng nhận eSky với UCA. Nhìn tàu đẹp quá anh chị ạ. Đây, ông một vị khách của trung tâm eSky là ông Rene Hazekam, chủ sở hữu của Reha Selame Design Hà Lan. Toàn những cái đối tác lớn thôi, những ông có tên tuổi các anh chị ạ. Vị khách Hà Lan đã bị ấn tượng bởi khả năng của công nghệ, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải eSky. Ưu điểm chính của công nghệ sở hạ tầng và giao thông vận tải eSky là không giảm đáng kể chi phí xây dựng và vận hành, duy trì sự thân thiện với môi trường và an toàn tiên tiến với các phương tiện giao thông mặt đất và trên mặt đất truyền thống như ô tô, đường sắt, tàu một ray, tàu bay từ trường. Đây là cái ngôi nhà gỗ UHO ấy. Duy nhất chỉ có tập đoàn chúng ta mới được cấp phép và được xây dựng cái ngôi nhà gỗ này, bởi vì anh chị cũng biết là bên thị trường này UE này rất là nóng và mùa hè rất là nóng. Và nhà gỗ mà như thế này nếu mà chúng ta xây dựng bình thường ấy
là nó có thể nó tự bốc cháy đấy. Đấy, nếu mà không sử dụng bằng cái công nghệ gì, công nghệ đặc biệt gì ấy, là nó có thể tự bốc cháy đấy. Cho nên là họ không cho xây dựng nhà gỗ. Thì tại sao lại Skyway lại được xây dựng ngôi nhà gỗ ở đây? Nó cũng là một bí mật công nghệ các anh chị ạ. Và những thảm cỏ ở đây với hoa ở đây, nó không phải ngẫu nhiên là như ở Việt Nam chúng ta hay ở đâu là chúng ta để như vậy là cỏ nó mọc đâu các anh chị ạ. Đấy, ở đây là sa mạc. Chúng ta phải hiểu ở đây nó là sa mạc, mà để trồng cây ở trên sa mạc rất là khó. Ở đây nó lại đằng sau của nó là một bí mật công nghệ. Trong đấy có công nghệ mùn sinh học của tập đoàn UST Skyway. Đấy. Đây chị thấy hoa không ạ? Thấy hoa, thấy hoa cỏ rất là đẹp. Trong khi ở đây sa mạc, màu xanh giữa sa mạc. Đây một vị khách nữa. Peru, đến từ Peru. Ông Owando Anjosa, cố vấn của thị trưởng thành phố Humanga, Peru. Peru đã đến thăm trung tâm kiểm tra chứng nhận Iskai vào tuần trước. Đây, rất là nhiều những cái thông tin. Đây, có cho anh chị em xem, anh chị mới xem thông tin này này. Tại sao chúng ta nói là Việt Nam tài trợ cho dự án rất là lớn là đây. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đây. Đây là trang Yusukaichan Post nha, chứ không phải là em đưa em viết lên đây đâu. Đây là trang chuẩn nguồn từ cái thị trường Trung Đông. Đấy, anh chị thấy cái dòng trên đây đó ạ. Yusukaichan Post đây ạ. Việt Nam Business Community Visit Yusukai Tech Certification Center. Đây. Cái này là em gọi dịch, nó ở trên Google thôi, nó dịch ra thôi, chúng ta mới đọc được thôi, bởi vì là trang nguồn của nó là nó bằng tiếng Anh đấy. Ngày 23 tháng 3 đây. Là phái đoàn Việt Nam đây. Đấy. Top giải vàng và top giải bạc. Top giải bạc thì đi sau. Đây là hình ảnh phái đoàn Việt Nam trước nhà Yêu Hâu này. Đấy, các anh chị không khéo trong các anh chị xem live sẽ có người nào được đi ở trong đấy. Chụp ảnh trước cái ngôi nhà gỗ này. Rồi lá cờ Việt Nam ở đây thì nhìn thấy tự hào quá. Những vị khách Việt Nam thích thú trong khu vườn hoa của Yêu Hâu. Đây, tham quan mô hình thành phố Tuyết Tĩnh đây. Đây có những anh chị rất là quen. Không biết các anh chị có quen không, chứ những anh chị em ở đây em quen đấy. Thì là những anh chị này cũng làm đối tác, là những người cổ đông rất là tâm huyết, nên thường hay chia sẻ trong những buổi Zoom, hoặc là kết bạn, hoặc là mình xem những cái video chia sẻ ấy. Cho nên mình biết thôi, chứ thực tế thì em chưa có gặp mặt anh nào cả. Chỉ gặp mặt online thôi. Và em làm cái công việc này thì đã 2 năm nay em cũng có gặp mặt ai trực tiếp đâu. Đấy, những anh chị em làm với em thì cũng đều gặp mặt qua online cả. Có một bạn bảo là anh cứ về nhà em đi. Nếu mà nó tốt như vậy thì em sẽ đầu tư. Em phải biết mặt mũi anh như thế nào đã. Nếu mà như vậy ấy, thì thôi. Vì là chẳng lẽ là mình bỏ công việc mình bên Nhật, mình về vì 1.000 đô đầu tư của bạn. Bạn có niềm tin thì bạn đầu tư, bạn tìm hiểu về dự án. Quan trọng là chúng ta đầu tư vào đây, chúng ta tin tưởng vào cái dự án, tin tưởng vào cái tầm nhìn của nhà sáng lập. Chúng ta hiểu rõ về tiềm năng giá trị của đầu tư trong đây là gì, quyền lợi của chúng ta là gì. Chứ không phải là chúng ta đầu tư theo cái kiểu là chúng ta theo người này hay theo người kia. Ấy, hoặc là phải theo anh bao nhiêu cổ phần thì mình em mới đầu tư theo. Đầu tư bao nhiêu nó khả năng tài chính của mình. Nếu mà mình nói mình có 1 triệu cổ phần hay 10 triệu cổ phần, bạn có đầu tư theo được không?
Còn có người còn bảo là bạn cứ giàu đi rồi mình làm theo. Sợ lúc đấy là giàu rồi bạn có làm theo được không hay không mới là quan trọng. Tại sao là cứ phải chờ người ta giàu rồi mới làm theo? Sao không làm theo để mà cùng giàu? Anh Trinh bảo là một cái đầu đầy sự hãi sẽ đánh mất tất cả những ước mơ mà. Đúng rồi anh, cũng là như vậy, chỉ là do sợ hãi thôi. Sợ hãi là do đâu? Sợ hãi là mình chưa làm đầu tư bao giờ nên mình sợ. Sợ hãi là bởi vì là những người xung quanh của chúng ta chưa có ai làm. Nhà em chắc ba đời chưa làm đầu tư. Em là người đầu tiên biết về thị trường tài chính. Chẳng lẽ không biết, cứ như thế là không biết suốt đời suốt kiếp hả các anh chị? Ông bà bố mẹ chúng ta không biết rồi. Đến đời mình không biết thì đời con đời cháu mình nó lại cũng không biết, thế nó tịt. Phải có người dẫn đường nhỉ. Mà chúng ta không phải là người dẫn đường, chúng ta hỏi những người đi trước chúng ta. Đấy, anh thuyền trưởng của chúng ta đây, anh thuyền trưởng Triệu Tâm đây. Những cái người rất là có vai trò rất là đặc biệt, rất là quan trọng đưa cái dự án công nghệ Skyway về Việt Nam đây, thuyền trưởng Triệu Tâm đây. Không có anh ấy thì chúng ta có biết về cái dự án này không? Tự nhiên chúng ta biết Belarus nó ở đâu, chúng ta biết Skyway nó ở đâu. Chị Trịnh Thanh Hiền, chị đã có nhiều năm sống ở bên Nga, chị là thạc sĩ, giảng viên âm nhạc. Đây, được gặp gỡ ngài chủ tịch đây. Thế này mà các anh chị còn bảo ảo vào nữa thì bó tay luôn rồi. Đấy, phái đoàn Việt Nam đến ở đây ạ. Đấy, có đội ngũ chuyên gia chụp ảnh video cho các anh chị. Các chị đến đây, các chị không phải lo cái gì cả. Không phải lo điện thoại, quay nữa đâu. Bởi vì các anh chị vào thăm cái khu này, họ nhiều cái bí mật công nghệ, họ không cho các anh chị quay đâu. Và khi các anh chị về là họ sẽ có hình ảnh như thế này. Và đây là cái hình ảnh mà họ đăng lên cái trang này. Còn những cái hình ảnh chụp cho các anh chị tham gia cái đợt tham quan này thì họ có gửi trong cái group. Đấy, các anh chị có thể vào nhận thôi. Phái đoàn Việt Nam. Ảnh nhóm của tiến sĩ Anatoly Nitsky với các thành khách mời với hậu cảnh là đường thử nghiệm số 2. Đấy, cái nơi đường thử nghiệm số 2 đang xây dựng đây. Đây, đây là top giải bạc, top đi sau. Có cả nhà đầu tư, top đối tác của anh chị thấy da đen đúng không ạ? Châu Phi đúng không ạ? Đây chị Sen này, đây anh Bình này. Anh chị có nhớ không, có nhận ra không? Em thấy đằng sau như em biết. Có cả sư thầy. Có một vị sư thầy, có một vị sư cô đầu tư vào đây các anh chị ạ. Vì họ ủng hộ cái dự án này. Ai cũng được đầu tư cả. Thì các anh chị là người bình thường, các anh chị tối thiểu 50 đô là anh chị được đầu tư tài trợ cho dự án rồi. Không phải nhất thiết là cứ phải có nhiều tiền mới đầu tư được. Hình ảnh thấy tuyệt vời quá. Anh chị em cố gắng đi, cố gắng sử dụng cho mình cổ phần đi. Để sau mình nhận được tiền cổ tức ấy thì chúng ta có lợi nhuận rồi, và chúng ta đi tham quan nó là chuyện bình thường thôi. Chứ bây giờ chúng ta khó khăn về tài chính, hoặc là điều kiện chúng ta đang dịch bệnh, nhiều cái nó không cho phép ấy, thì chúng ta sau này chúng ta có cơ hội là chúng ta đầu tư đi, và chúng ta sẽ nhận được những cái đồng tiền cổ tức chúng ta hàng năm. Chúng ta đi du lịch thế giới nó là chuyện bình thường mà. Cảm thấy chúng ta nó nhiều cơ hội hơn. Đấy, tại sao chúng ta cần phải đầu tư? Để chúng ta có cái nguồn tài chính
Khi chúng ta tự do về tài chính rồi, chúng ta đi đâu cũng được, chúng ta muốn làm gì cũng được. Các chị không biết em đâu, chứ em ngày xưa em đi Nhật cũng đâu có phải có nhiều tiền đâu. Thì nghèo nên mới phải đi Nhật. Chứ nếu mà chờ giàu mà đi Nhật thì ai mà chả đi được, đúng không? Đấy là chúng ta đầu tư cũng thế. Chúng ta chờ giàu chúng ta mới đầu tư, thì ai mà giàu thì cũng đầu tư được thì quá đơn giản. Nhưng mà không phải ai giàu người ta cũng đầu tư. Người ta có biết thì người ta mới đầu tư, hoặc là người ta cũng có những người giàu nhưng mà họ cũng lo sợ mất tiền, họ cũng bo bo dưới của, họ sợ mất. Không quan trọng là nghèo hay giàu đâu, không quan trọng là các anh chị có muốn đạt cái mục tiêu tài chính của mình hay không. Muốn làm giàu thì nhất định là phải học về tài chính, tìm hiểu về đầu tư rồi. Nhưng mà đầu tư vào đâu nó mới là quan trọng. Còn đầu tư vào những cái sân sàn tài chính đa cấp lừa đảo là mất tiền. Cái chứng khoán vừa rồi cũng rất là nhiều người mất tiền. Ủy ban chứng khoán cấp phép vào đấy. Các ông lớn, các ông thao túng thị trường rồi nhà đầu tư mất tiền thôi. Còn cái người vi phạm thì chắc chắn là người ta sẽ bị xử lý rồi. Còn nhưng mà trước mắt là tiền của chúng ta đầu tư là chúng ta sẽ bị mất. Biết đòi ai. Cho nên là cái dự án tốt nó là quan trọng. Cái người sáng lập, cái người có tâm, có tầm, có tài nó cũng rất là quan trọng. Đấy, chúng ta yên tâm đầu tư vào đây, dự án của nhân văn của nhà khoa học. Đấy, thời phái đoàn Việt Nam chúng ta tuyệt vời không ạ? Các bạn người Nhật xem thì có hiểu cái tiếng Việt đâu mà xem. Konbanwa. Kore wa Vietnam jin desu. Vietnam jin. Vietnam jin itta koto desu. Chào anh Kiên Phạm nha. Các anh chị muốn xem thông tin gì? Đây, khu chứa của cái container đây, kho chứa container. Những thông tin này nó có ngày nào nó có ghi ngày đấy các anh chị ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì các anh chị mới thì đã được tiếp cận thông tin này đâu. Nên là nhân tiện em mở cái trang này thì cho các anh chị xem thôi. Đấy, đấy cái kho chứa container đang được xây dựng. Thực tế chưa ạ? Đây là máy móc thật đúng không ạ? Và có cả giáo đây này. Giáo dựng xung quanh đây này. Và hệ thống bê tông cốt thép đang xây dựng đây. Tại thị trường sa mạc luôn. Tại sa mạc. Trường Trung Đông. Kiểm tra chống thấm, đều yêu cầu kỹ thuật cả các anh chị ạ. Rồi cho các anh chị xem. Xem chi tiết như thế nào, tỉ mỉ như thế nào đây. Vị chủ tịch của chúng ta đây, đích thân ngài chủ tịch kiểm tra đây. Đích thân kiểm tra này. Tiến độ lắp đặt các đơn vị neo trên đường thử thứ 4. Chủ tịch nhưng mà là một kỹ sư mà. Một chuyên gia kỹ thuật mà. Chứ không phải như chúng ta hiểu là chủ tịch hay là giám đốc là người ta ngồi bàn. Người ta chỉ ngồi chơi đâu.
Đây. Thế này đã đủ uy tín chưa? Nhà thiết kế chung của công nghệ Sky, tiến sĩ Anatoly đã kiểm tra bộ phận nêu trên. Đấy. Đường thủ số 4 là như thế nào, anh chị bấm vào đây chúng ta xem nhá. Đấy, hoàn thiện công trình dân dụng tại các trạm của đường thủ thứ 4 từ tháng 3 2022 rồi. Đã hoàn thành cái công trình này rồi. Đường thủ thứ 4 này, các trạm này đã hoàn thành rồi. Được cái trạm nhà ga này ấy. Đó, các anh chị thấy tên chưa? Để cho xem dần gần cho các anh chị xem nhá. Thấy tên Yusukai Chân Post chưa? Chứng tỏ có thật không ạ? Cái trang web Yusukai Chân Post này có phải không ạ? Yên tâm chưa? Đấy, thấy cái tòa nhà này có tên là Yusukai Chân Post chưa? Đây là thông tin từ tháng 3. Đây là quang cảnh thực tế, cái này là chụp ở ngoài trời luôn đấy, ngoài công trường luôn các anh chị ạ. Chứ không phải 3D hay là cái gì chỉnh sửa đâu. Đó, chúng ta thấy trời nắng đây đúng không? Mà họ vẫn ra nắng và làm việc. Đây, quang cảnh xa đây. Cả khu thử nghiệm đây. Những cái trụ ray đây. Cột trụ đây. Và chỉ cần ta lắp đường ray lên đây thôi. Là sau đấy con tàu di chuyển trên đây thôi. Rất là rộng mênh mông nha. Các anh chị đi tham quan bên đấy về bảo là rộng mênh mông lắm. Bãi sa mạc mênh mông. Mạc mà họ có thảm cỏ rồi hoa này. Phải nói là họ giỏi thật đấy. Đây cái ngôi nhà yêu hâu đây của tập đoàn đây. Đấy, nhìn bao quát thế này mới thấy là đẹp các anh chị nhỉ. Giữa sa mạc là tự nhiên mọc lên một ngôi nhà gỗ. Xung quanh là bao phủ màu xanh. Cây cỏ rất là đẹp. Nó là bí mật công nghệ mùn sinh học của tập đoàn cả đấy. Các anh chị cứ thử trồng ra cát này xem có trồng được cái gì không. Nó chết hết chứ. Rồi hôm nay cho các anh chị xem đến đây thôi. Còn nhiều thông tin khác. Em chào chị Ta Sa Lê. Muộn quá em ơi. Ở bên chị muộn rồi à? Bên em mới 10 giờ thôi. Các anh chị ở Việt Nam thì mới 8 giờ chứ mấy. Em mới 10 giờ thôi mà. Đấy, tóm lại là nội dung hôm nay thì em chia sẻ. Thứ nhất là về cái thông tin mà một cái công ty Mỹ Quadratic đã thông báo trên trang web của họ ấy, ký kết với thỏa thuận phân phối độc quyền với công ty đang phát triển vận tải đường dây ở Trung Đông, tức là họ trở thành cái đối tác
cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng vận tải này cho để cho xây dựng cái công nghệ Skyway của chúng ta đấy. Và thông tin thứ hai tức là về cái thông tin mà về cái sự kiện mà Elon Musk đã bỏ lại phía sau ấy. Elon Musk đã bỏ cuộc bởi vì không làm được. Và sự gây vui chúng ta là chiếm gọi là như là độc quyền. Đấy là đăng tải trên những cái trang báo uy tín các chị. Nếu các anh chị không có câu hỏi gì nữa thì em kết thúc live ở đây thôi. Và hẹn gặp lại các anh chị em vào những cái buổi live khác. Và có những thông tin thì em sẽ cập nhật ở trên Facebook cá nhân. Đấy, và ở trong cái đội nhóm em có một cái group là ở bên tên là Skyway Japan ấy. Các anh chị có thể vào đấy cập nhật thông tin. Các anh chị muốn vào đấy thì các anh chị cứ yêu cầu tham gia thôi thì sẽ có quản trị viên người ta sẽ duyệt các anh chị vào đấy. Ở đây là nơi những chia sẻ những cái thông tin. Những thông tin em lấy từ những nhiều nguồn. Vì những người làm đối tác thì phải biết những cái thông tin nó chuẩn nguồn để cung cấp cho những anh chị em. Để chia sẻ cho anh chị em những thông tin nó giá trị. Từ thông tin chính thống, từ những cái trang uy tín của tập đoàn. Tin vội vàng về thôi anh ơi. Sang năm nha. Bây giờ về làm gì đây? Nghĩ mà bây giờ về làm gì anh chị em? Về mà mọi người có công việc nào có thu nhập hơn, tốt hơn ở Nhật không để biết đường mình về. Tháng kiếm 20-30 triệu, Việt Nam mà kiếm hơi bị khó. Thậm chí rất là vất vả. Đấy, đã được đi ra nước ngoài thì mình không có nghĩa là mình bỏ quê hương, nhưng mà mình đi ra mục đích là mình đi kiếm tiền mà. Phải đến nơi có nhiều tiền hơn. Đấy, còn chúng ta đầu tư là chúng ta cũng đến những cái nơi có nhiều tiền hơn. Thì mục đích chúng ta đầu tư là chúng ta muốn có nhiều tiền, chúng ta mới đầu tư. Và chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta muốn thu về cái lợi nhuận nó cao hơn số tiền chúng ta bỏ ra. Đấy, và rủi ro của chúng ta là chúng ta phải dám bỏ tiền ra. Chứ không có cái chuyện là không muốn bỏ tiền mà lại muốn nhận về. Thì có khác gì là muốn người ta tặng, người ta cho, người ta bố thí, đúng không ạ? Cơ hội chúng ta bỏ tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng cái dự án này, dự án tốt. Và kể cả chúng ta có tối thiểu 50 đô rồi. Là chúng ta có thể tham gia được với các anh chị ạ. Và chúc các anh chị xử cho mình thật nhiều những cổ phần. Các anh chị mới thì hãy tìm hiểu nhanh đi và nắm bắt ngay thôi, chứ không là dự án sắp kết thúc rồi và chúng ta sẽ đánh mất cơ hội. Và cơ hội nó chỉ khi còn chúng ta đang được sở hữu cái cổ phần trước IPO. Bởi vì bản chất chúng ta đầu tư vào đây là chúng ta đầu tư trước IPO mà. Còn các anh chị chờ sau IPO thì các anh chị phải bỏ nhiều tiền hơn thôi. Đấy, em xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị vào những cái live sau nhé. Chào mọi người.